cô gái suýt tử vong vì uống nước cho chữa dị ứng. Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Phú Thọ vừa tiếp nhận một cô gái trong tình trạng nguy kịch vì uống nước cho đốt vỏ tôm để chữa dị ứng. Cô gái này có tiền sử dị ứng, sau khi ăn tôm toàn thân nổi ban đỏ, khó thở, gọi hỏi, đáp ứng chậm, mạch nhanh khó bắt, đau bụng từng cơn, huyết áp không đo được và được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngay sau khi được đến bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ đã điều trị tích cực, bệnh nhân dần ổn định. Người nhà cho biết cô gái có tiền sử dị ứng với tôm, cua, lạc nhưng nghĩ ăn tôm biển không sao nên bệnh nhân vẫn ăn. Sau 30 phút, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau khoảng bụng. Sau 4 giờ, bệnh nhân tiếp tục đau bụng, nôn và đại tiện phân lỏng 2 lần. Nghe lời người quen mách bảo, gia đình đã đốt vỏ tôm thành tro và cho bệnh nhân uống. Nữ bệnh nhân xuất hiện nôn nhiều và liệm dần, gia đình mới đưa đi cấp cứu. Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên sử dụng các loại thực phẩm đã có tiền sử dị ứng. Nếu người nhà xuất hiện tình trạng dị ứng, phản ứng sau khi ăn uống, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám. Tuyệt đối không được chữa trị bằng phương pháp dân gian, truyền miệng, thiếu căn cứ khoa học sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.